Sau khi tự thú, Maskern bị phản án chung thân. Ở trong tù, bạn cùng phòng cảnh báo Momi không nên gây chuyện với An Ưng Súc bởi vì bà ta là trùm trong tù, quan ngục cũng phải nghe lời giam giáp. Nếu theo phe bà ta thì may mắn sẽ được giảm án. Đúng lúc đó An Ưng Súc gọi Momi tới, không nói câu nào mà bà cho Momi ăn tát. Nguyên nhân là do Momi trông giống tình nhân của chồng bà. Momi vốn chẳng muốn gây chuyện nhưng đứng không cũng bị vạ lây. Đến một ngày cô cho cơm một nữ tù nhân nọ. Nữ tù nhân này bị An Ưng Súc phạt 3 ngày không được ăn cơm. Thấy Momi dám uy hiếp tới quyền lực của mình, Ưng Súc phái ba tay sai của bà đi dạy dỗ Momi một bài học. Nhưng Momi giờ đã khác, cô không còn can chịu để mặc cho người khác chà đạp mình như trước. Momi đập trán vào đối phương rồi đánh lộn với cả đám. Vì gây chuyện nên Momi bị biệt giam. Những ngày sau đó chỉ cần Momi được thả ra, cô lại tìm đến đám người kia đánh cho đến khi bị bắt lại. Cứ đánh xong cô lại bị biệt giam 15 ngày, nhưng cứ được thả ra cô lại tìm đến đám bắt nạt kia. Thuộc hạ của Ưng Súc tổng cộng bị Momi đánh cho 4 lần, mãi cho đến lần thứ 5, ả ta sợ đến mức vừa nhìn thấy Momi đã chạy bật mạng, không ngừng van xin Momi tha cho ả. Trước khi Momi ra tay với ả thì Ưng Súc xuất hiện bảo cô ngừng lại. Từ đó hai bên chấp thuận ngừng chiến, Momi cũng trở nên có tiếng trong nhà tù. 12 năm sau, cuộc sống sau song sắt đã khiến Momi thay đổi nhiều. Tóc cô đã cắt ngắn, ngục trưởng cũng do người khác đảm nhiệm, nhưng ngục trưởng vẫn giống như trước, đều có quan hệ thân thiết với An Ưng Súc. Một ngày Momi nhận được một thư nặc danh, trong thư vọn vẹn viết một câu: đến lượt mày hiểu cảm giác con mày bị hủy hoại rồi, con khốn. Tuy Momi không biết ai là người gửi, nhưng cô dự cảm được con gái mình đang gặp nguy hiểm, do đó cô lại sinh ý tưởng vượt ngục để có thể ra ngoài bảo vệ con gái. Cô nói chuyện này với bạn cùng phòng, bạn cô đồng ý giúp cô thoát ra ngoài. Nhân lúc quản ngục không để ý mà cô lén lấy cắp vải may, sau đó lối lại thành dây, rồi vứt ra ngoài từ cửa sổ nhà vệ sinh. Một hôm lao động ngoài trời, khi bạn tù đang thu hút sự chú ý của mọi người, Momi liền cầm dây vải mình đã chuẩn bị mà ném lên tường để tẩu thoát. Nhưng vừa trèo được nửa tường, không những bị phát hiện mà dây vải cũng đứt đôi. Momi vượt ngục thất bại, bị biệt giam một tháng. Trong một tháng này, cô giả vờ cầu nguyện kinh thánh để lấy lòng quản ngục. Một hôm nọ, cô nghe được tin con gái của An Ưng Súc bị bệnh. Để trốn được ra ngoài, Momi liền đồng ý hiến thận của mình cho con gái của Ưng Súc. Bà ta nghe xong xúc động không nói lên lời. Trước khi hiến thận, trại giam đón nhận đoàn tình nguyện viên để giáo dục nhân cách. Trước buổi giáo dục kết thúc, một bà lão bảo với Momi: là tôi đây, mẹ của Chuo Nam. Bà Kyung Cha nở nụ cười gian xảo rồi hỏi cô có nhận được thư của mình chưa. Bà nghĩ chắc Momi cũng không hiếu kỳ bà ta đã sống thế nào trong những năm qua. Những lời cười Kyung Cha làm Momi chết đứng tại chỗ. Hóa ra bức thư kia là do Kyung Cha gửi cho Momi. Khi bị Momi đẩy cả xe và người xuống biển, Kyung Cha đã bắn vỡ kính ô tô rồi thoát ra ngoài. Để tiếp tục trả thù cho con trai, bà đã đi phẫu thuật chỉnh mặt. Sau khi biết tin Momi có con gái, bà ta luôn giả danh để tiếp cận Mimo. Bà lão mở Mimo hay tâm sự cùng chính là Kyung Cha. Bà ta cố tình tiếp cận để kết thân với Mimo. Mọi tin tức về mẹ của Mimo là Maskern cũng chính do một mình bà ta lan truyền. Cũng chính bà ta đã xúi giục Mimo đánh bạn thân nhất của cô. Thậm chí đến khi Mimo chuyển trường, bà ta cũng bám theo cô bé. Ngày Ye-chun bị đám ác nữ bắt nạt, cô bé không hề nói ra thân phận của Mimo, mà lời đồn đại chính do Kang Cha nói về đám ác nữ đó. Tất cả mọi việc xảy ra với Mimo đều do Kang Cha đứng đằng sau giật dây. Thứ mà bà ta muốn là Momi phải nếm trải cảm giác mất con của bà. Con khổ như mày, mọi đau khổ của tao, mày phải nếm thử từng tí. Cái cảm giác tim đau thắt khi nghe tin con mày chết. Nói rồi Kang Cha vui vẻ cúi chào Momi như chưa có chuyện gì xảy ra. Momi tức giận chạy lôi Kang Cha lại, nhưng bà ta diễn vẻ sợ hãi rồi ngã xuống. Mặc cho bị quản giáo giữ lại, Momi vẫn không ngừng nói. Bà ta nói sẽ giết con tôi. Dù cho Momi có giải thích đó là mẹ của Chuo Nam và phải ngăn bà ta lại thì quản giáo vẫn không hề thả cô ra. Khi rời đi, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của Kang Cha mặc cho Momi có gào thét thế nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Film Engine. Nhớ like, subscribe và ấn nút chuông thông báo nhỏ nhỏ để đón chờ các video mới nhất từ chúng mình nhé. Bye bye!